Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 32, luyện tập tiết 2, viết tin nhắn, đọc mở rộng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên của bài, đó là phần viết tin nhắn. Chúng mình cùng nhau quan sát yêu cầu 1. Quan sát tranh, đọc tin nhắn của sóc con và trả lời câu hỏi. Trong bức tranh chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh sóc con đang dán một tờ giấy. Trên tờ giấy đó là lời nhắn của sóc con để lại đấy. Chúng ta cùng nhau nghe cô giáo đọc nội dung của tin nhắn mà sóc con đã gửi cho mẹ mình nhé. Mẹ ơi, chiều nay bà đón con sang nhà bà chơi. Con ăn ở nhà bà. Tối con sẽ về mẹ nhé. Con sóc nâu. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại tin nhắn này nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau nhé. Hãy dựa vào tin nhắn của bạn sóc nâu và trả lời cho cô giáo câu hỏi sau. Sóc con nhắn tin cho ai? À, các em ạ, trong lời nhắn của sóc con thì chữ đầu tiên là bạn đã nói mẹ ơi. Vậy, sóc con đã nhắn tin cho mẹ của mình đấy. Câu hỏi ý B. Sóc nhắn mẹ chuyện gì? Để trả lời được câu hỏi này, chúng mình hãy đọc thầm lại tin nhắn của sóc con nhé. Đáp án của cô như sau. Sóc con đã nhắn mẹ rằng cậu được bà đưa qua nhà bà chơi và ăn cơm ở nhà bà. Tiếp tục ý C. Vì sao sóc phải nhắn tin? À, các em ạ, khi chúng ta không thấy mẹ ở nhà, chúng ta không thể nói để cho mẹ mình biết là mình đi về nhà bà, thì mẹ sẽ rất lo lắng và đi tìm chúng ta đấy. Do đó, chúng mình sẽ sử dụng tin nhắn bằng giấy để chúng mình viết lại lời ở trên tờ giấy và nói rõ cho mẹ biết là mình đi đâu để bố mẹ khỏi lo lắng và đi tìm đấy. Vậy chúng ta trả lời, sóc phải nhắn tin vì mẹ không có nhà và cậu muốn thông báo cho mẹ khi mẹ về để mẹ khỏi lo lắng đấy các em. Như vậy, tin nhắn rất là quan trọng khi chúng mình không nói được với bố mẹ hoặc ông bà. Và vì bố mẹ ông bà mình vắng nhà thì chúng mình sẽ sử dụng tin nhắn để chúng mình nhắn lại cho mọi người yên tâm là biết được mình đi đâu và làm gì đấy. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành yêu cầu của bài tập số 1 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình chuyển sang yêu cầu thứ 2. Viết tin nhắn cho người thân. Yêu cầu viết tin nhắn như sau. Ông qua nhà đưa em đi mua sách. Lúc đó bố mẹ đi vắng, em hãy viết tin nhắn cho bố mẹ yên tâm. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết tin nhắn cho người thân vào bảng vở ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Đây là một đoạn tin nhắn dựa vào bài tập số 2. Cô giáo viết mẫu để các em tham khảo nhé. Bố mẹ ơi, chiều nay ông qua đón con đi mua sách. Con đi cùng với ông mua xong, con sẽ về. Bố mẹ nhé. Con của bố mẹ, Bảo An. Như vậy, dựa vào tin nhắn này, bố mẹ biết được là bạn đã đi mua sách cùng với ông của mình. Và bạn nhắn là khi đi mua sách xong thì con sẽ về để cho bố mẹ yên tâm và không phải lo lắng đi tìm đấy. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2, đó là viết tin nhắn cho người thân. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc mở rộng.
yêu cầu đọc mở rộng thứ nhất như sau. Tìm đọc một bài thơ, câu chuyện kể về sinh hoạt chung của gia đình như là nấu ăn, thăm họ hàng, đi du lịch. Khi đọc, các em cần chú ý những điều sau. Thứ nhất là câu chuyện bài thơ nói về sinh hoạt chung nào của gia đình. Ý thứ hai, chia sẻ về một hoạt động mà em thích. Như vậy chúng mình sẽ dựa vào yêu cầu và dựa vào những cái chú ý để chúng mình có thể tìm đọc được những bài thơ, câu chuyện kể về việc sinh hoạt chung của gia đình nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ hai. Kể lại câu chuyện hoặc đọc một đoạn thơ cho các bạn nghe. Chia sẻ điều em thấy thú vị nhất trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc. Đây là yêu cầu các bạn đã đọc và đã đọc câu chuyện ở đâu hoặc là đọc một đoạn thơ thì chúng ta sẽ kể lại hoặc đọc lại cho các bạn nghe và phải chia sẻ được xem khi mình đọc xong câu chuyện đoạn thơ đó thì có điều gì thú vị nhất. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong việc luyện đọc mở rộng. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.